Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Siêu Bi Sermon. Mình đang làm cái nhiệm vụ đó chính là luyện cái Orb of Static Show này á. Mình đã luyện gần xong rồi, bây giờ thì còn cỡ 12 Pokemon để chúng ta hoàn thành cái Orb này ha. Và trong quá trình luyện cái Orb này thì những Pokemon của mình á cũng đã lên cấp rất là nhiều. Trong đó có cả Charmeleon nữa. Nhưng mà bây giờ còn một cấp nữa thì mình sẽ để dành để chúng ta chào đón ẻm ở dạng tiến hóa cuối cùng á. Trời ơi, đã ghê luôn. Lúc mình luyện thì mình không cho ẻm tiến hóa đâu. Để mình, khi mình bắt đầu quay video thì chúng ta có thể cùng nhau ngắm ẻm tiến hóa chung á. Như vậy thì sẽ vui hơn á. Đây, farm thêm một xíu nữa. Ẻm gần tiến hóa rồi. Rồi, ẻm lên cấp rồi. Chuẩn bị nha. Ẻm chuẩn bị tiến hóa rồi đó. Ok. À đây, thấy rồi. Đó, Charmeleon của chúng ta kìa. Và bây giờ không còn là Charmeleon nữa, mà em sẽ trở thành Charizard á. Wow, đã chưa. Bây giờ thì có thêm hệ bay rồi nè. Wow. Mình sẽ cho em học kỹ năng Air Slash này. Bây giờ thì có thể cưỡi em đi được rồi đó nha. Quá tuyệt vời luôn. Ồ, và mình ở cái vùng đầm lầy này cũng một khoảng thời gian để luyện Pokemon á. Nhưng mà mình không gặp một em Legendary nào luôn. Mình số nhỏ thiệt sự luôn á. Không hiểu kiểu gì. Chả thấy em nào Legendary xuất hiện gần đây hết. Và thêm một thành viên nữa cũng được tiến hóa sau khi lên cấp nè. Đó chính là D-Watt á. Giờ thì em sẽ trở thành hình dạng như thế nào đây? Ồ, bây giờ D-Watt đã trở thành Samurott rồi. Ồ, hơi bị đã nha. Cô này, trời ơi, giờ em có cái sừng nhọn hoắt ở phía trước luôn này. Nhìn đẹp ghê luôn á. Ôi, em này có bơi nhanh dưới nước không? Ô, em này dưới nước di chuyển cũng khá là nhanh nè. Đã ghê á. Được rồi nha. Rồi, tiếp tục thôi. Còn em nào không ta? Mình nhớ là còn còn em nào còn có thể tiến hóa không nhỉ? Hình như xong rồi đó. Mình cũng luyện được có thêm vài em à. À, để mình coi. Gáp lóc thì không có tiến hóa thêm. À, đúng rồi, cái em cá sấu nữa, quên mất. Mình sẽ đưa em cá sấu vô trong nữa, em cá sấu cũng tiến hóa được á. Tại vì tới cái giai đoạn tiến hóa là mình hủy à. Để chúng ta cùng nhau ngắm chung á. Đây. Ui trời, đấm phát. Cấp phiền dần xa ra cả khúc luôn kìa. Rồi, Totodile cũng tiến hóa rồi nè. Rồi, giờ em đã trở thành Roconor ha. Trời ơi, nhìn mặt kháu khỉnh chứ kìa. Ôi, nhưng mà chưa cưỡi được. Bây giờ vẫn chưa cưỡi được em. Vì em cần phải tiến hóa thêm một lần nữa ha. Được, còn mấy ta? Còn 7 Pokemon đánh bại nữa thôi, cố lên. 7 em cuối cùng là chúng ta xong nhiệm vụ luôn. Rồi, farm thêm. Đó. Đây là dạng cuối cùng của em ha. Và em sẽ trở thành Feraliga luôn. Quá dữ luôn. Giờ thì cưỡi được chưa? Đó, ở dạng cuối thì mình mới có thể cưỡi được em cá sấu á. Trời ơi, nhìn chiến thiệt sự luôn ý. Được, đội hình mình bây giờ là hơi bị căng rồi đó nha. Thôi, giờ thì mình sẽ tập trung chuyên môn. Mình farm lẹ rồi chúng ta về nhà trả nhiệm vụ nè. Còn 6 Pokemon nữa thôi. Còn một em cuối cùng nữa thôi. Ôi cái này hả? Ồ, cái bokeh chest này hình như chưa được loot lại nữa. Nó đang trong giai đoạn hồi lại á. Rồi đây có cái em Paras nè. Farm luôn. Đây là em cuối cùng để hoàn thành cái nhiệm vụ á. Đó. Xong nhiệm vụ rồi. À, bây giờ nó đang chỉ dẫn mình tiếp kìa. Ồ, nhiệm vụ bây giờ hơi căng rồi. Nó bắt mình phải đi tìm một cái gọi là... sao ta, cái static screen nó kiểu như ngôi đền điện hay sao á. Mình có thể tìm nó ở vùng đồng cỏ hả? Oh my god, static screen, ok, tìm thôi. Ơi, mình cứ tưởng là xong cái nhiệm vụ đó là được về nhận thưởng rồi, nhưng không, mình còn phải tìm ngôi đền nó nữa cơ. Có dữ vậy. Thôi trước mắt đi về nhà trước đi. Đi luyện Pokemon quá trời quá đất rồi.
lâu rồi chưa về nhà, mình muốn về nhà một chuyến cái đã. Ồ, lần này về nhà thì mình đã gặp lại bé đé rồi. Bây giờ trên cái radar đã có hướng chỉ về bé đé rồi, người giao nhiệm vụ cho mình á. Bé đé đâu? Bé đé, radar chỉ vô đây, phải không? Đâu? Trong này à? Bé đé hả? Phải bé đé không? À đây nè, nè bé đé nè. Oh, wow, làm nhiệm vụ đỏ bé đé cho mình 3 cái sao nè đò luôn. Trời, xịn vậy. Rồi ok, cảm ơn bé đen nha. Trời ơi, hôm qua đi đâu người ta tìm mãi không thấy à. Tưởng đâu quịch nhiệm vụ người ta rồi chứ. Hú hồn chim én. Mới mốt mình phải dùng cái sao này đờ vô những cái mục đích thật là đúng đắn mới được. Tại vì nhiệm vụ khó mới có được á. Rồi đây là một cái nhiệm vụ bắt 15 Pokemon hệ nước hả. Ok, nhận trước đi, rồi tính sao á. Rồi đây thì bắt 30 Pokemon hệ ma. Ủa sao toàn là nhiệm vụ thu phục Pokemon không vậy? Căng gì ta. Còn nhiệm vụ nào nữa không? Đây nè, đây nè, thanh niên cởi trần này cũng có nhiệm vụ nè. Mình có thể tìm một cái poke loot không á? Ồ được luôn, cái này dễ nè. Cái này đi khám phá mình hên là mình nhiều khi gặp liền luôn á. Ok, xong việc nhận nhiệm vụ cũng như là nhận thưởng từ cái nhiệm vụ cũ rồi. Bây giờ thì mình sẽ coi cái số. Ồ, số nắp bóng chứa Pokemon của mình đã được đập xong rồi nè. Mình đã đầu tư thêm một vài cái loại bóng chứa mới để chúng ta bắt Pokemon dễ hơn. Bữa nay thì có sự xuất hiện thêm của bóng... Chưa, từ từ. Cái bóng màu xanh lá cây này, nó có tên là Netball ha. Đây, mình sẽ chế tạo Netball ra. Cái này thì nó có công dụng là mình sẽ bắt những cái em Pokemon cấp thấp hơn mình, nó dễ hơn á. Mình thấy khá là hữu ích luôn, nên mình sẽ làm thật là nhiều để mang theo mới được. Giờ Pokemon của mình cũng tầm cấp 100 không à. Mấy em mà mình hay dùng á, cũng lên cấp 100 hết rồi, nên mình chế tạo cái loại bóng đó là hợp lý nhất luôn. Rồi tiếp theo đó thì mình sẽ làm thêm một ít cái quả Repeat Ball để bắt những cái Pokemon mà mình từng sở hữu nó dễ hơn á. Mình sẽ làm một ít thôi, cỡ 20 trái. Và còn lại thì mình sẽ làm Deep Ball để bắt những em ở dưới nước dễ hơn á. Rồi, ngon lành cành đào. Có thêm bóng chứa để bắt Pokemon rồi. Ừ, hay là làm thêm Ultra Ball ta. Hết Ultra Ball rồi. Đúng. Phải làm thêm Ultra Ball mới được. Làm thêm 28 quả đi. Tại còn 28 cái nắp thì làm 28 quả luôn ha. Rồi xong. Bữa nay là đầu tư lại bóng chứa rồi. Hôm qua tốn quá nhiều. Hôm nay mình phải gỡ gạc lại mới được. Ồ, và bữa nay đi thì mình sẽ gán kiếm vật liệu xây dựng mới được. Tại vì mình ở trong cái nhà này cũng được một thời gian rồi. Mình muốn dời ra ngoài này. Bên này nó có cái mảnh đất khá là to nè. Nếu như mà mình quy hoạch lại rồi mình xây một căn nhà riêng cho mình thì cũng khá là ok chứ. Nhưng mà nguyên vật liệu thì phải đi tìm thôi. Mình nghĩ mình nên tìm nguyên vật liệu trong ngày hôm nay thôi. Úp. Oh, ở đây là Legendary Tynoon nè. Ủa sao em lại đạt rồi, đâu qua vùng sa mạc vậy? Thường thường thì em này sẽ xuất hiện ở vùng rừng á. Sao tự nhiên lại lạc qua vùng sa mạc đấy? Lụm cục kẹo em luôn. Ai biểu em đi lạc chi? Legendary mà đi lạc á. Thường thường thì Tynoon chỉ xuất hiện trong cánh rừng thôi. Vậy là chắc xuất hiện trong lúc mà mình AFK để về chế tạo linh ta linh tinh mấy cái món đồ rồi. Kiểu mình không để ý á. Rồi, cuối cùng thì cũng bắt được Tynoon rồi ha. Hơi khó nha. Nhưng mà cũng thành công rồi. Có vẻ hôm nay đỡ hơn hôm qua rồi đó. Bắt đầu hên lại rồi. Mình sẽ tạm thời đưa một em nào đó vô trong coi. Bữa nay chắc mình sẽ cưỡi Charizard á. Mình sẽ để Charizard trong đây ha. Em voi vô trong đi, cho Tynoon ra xíu để mình cài cấp nữa. Cái em này hay ở một chỗ là mình có thể đổi hệ cho em được luôn. Và cách tiến hóa của Tynoon thì hơi khó hơn mấy Pokemon khác một xíu ha. Là mình cần phải cho em vui trước cái đã. Mình đang cho em ăn mấy cái quả berry nè. Cái này thì farm Pokemon cũng hay rơi ra lắm. Để cho em vui lên trước cái đã. Em vui, em hạnh phúc các thứ thì em mới chịu tiến hóa. Ôi trời. Đâu, mình thấy có cái gì đây. Em đang lonely. Kiểu như em thấy cô đơn hả? Trời ơi, đừng cô đơn mà, có anh ở đây rồi. Trời ơi, mới bắt nên em còn thấy cô đơn á. Vui nhất chưa? Hiện tại thì em chỉ số
Hạnh phúc của em là được 224 rồi. Ăn thêm xíu đi, mình còn mấy trái nè. Ăn đi, đừng có cô đơn nữa nha, xíu anh dẫn đi quánh nhau là hết cô đơn luôn. Rồi, ăn nhiều rồi, giờ đi vận động chân tay xíu đi, ta nuôi nè. Đi kiếm Pokemon cà khịa thôi ha. Giờ thì lâu lâu về nhà nên mình sẽ cho mấy Pokemon mình tha hồ cà khịa luôn. Đi, cà khịa đít lết nè. Chạy lẹ đi em. Chạy lẹ lên đi. Đúng rồi, chiến nào. Wow, có kỹ năng hệ bay luôn hả? Ồ, cũng giữ đấy. Tiếp tục nào. Kích liễu đi lết nào. Và chiến thắng luôn. Học thêm được một kỹ năng hệ thép nè. Coi nào. Ồ, bây giờ thì em đã chịu tiến hóa rồi nè. Phải cho ăn vui vui thì em mới chịu tiến hóa ha. Không vui thì em không chịu đâu. Rồi, và em sắp tiến hóa rồi. Bây giờ không còn là Tynion nữa, mà em đã trở thành Pokemon tên là Sivali ha. Và học được một kỹ năng hệ thường khá là mạnh nè. Multi Attack. Bây giờ em có thể kiểu như học được những cái hệ khác nhau nữa đó. Hiện tại thì em chỉ là hệ thường thôi, nhưng mà mình có thể cho em thành rất là nhiều hệ khác. Nếu như mình biết rồi. Nếu muốn Sivali á trở thành những hệ khác thì mình cần phải có những cái đĩa ký ức ha. Chẳng hạn mình có đĩa ký ức cỏ đi, mình cho vô Sivali thì em sẽ thành Sivali hệ cỏ ha. Kiểu vậy. Ồ, vậy là bây giờ khi đi khám phá mình cần phải tìm thêm mấy cái đĩa ký ức cho em nữa. Cũng hay đó nha. Nhưng mà mình đánh giá sơ qua thì ngoại hình thì em này khá là ngầu ha. Rồi, giờ thì luyện cấp thêm thôi. Hiện tại thì em cũng chưa có gọi là cấp cao đâu, mới cấp 23 hả, nên việc mình luyện thêm cho em là rất là cần thiết ha. Để còn cấp cao rồi sau đó mình cho những cái đĩa ký ức vô nữa là hợp lý nè. A few moments later. Đằng kia có phải là ngôi đời mà mình đang làm nhiệm vụ tìm kiếm không ta? Hình như phải rồi. Đây là... Đúng rồi nè, Static Shrine nè. Mình tìm được luôn ngôi đền rồi. Nhiệm vụ nó đã rẽ sang một hướng khác rồi. Là bây giờ mình cần phải thu phục Zapdos rồi. Oh my god, Charizard đã sẵn sàng cho trận chiến chưa? Vô nha. Mình sẽ cùng những người bạn mới này cùng nhau chiến đấu và thu phục Zapdos thôi. Ôi, khi mình lắp cái viên này vô á là Zapdos sẽ spawn ra liền á. Trận chiến này thì hy vọng là chúng ta sẽ giành chiến thắng. Rồi, kéo rỉa máu của Zapdos trước ha. Em chim này hơi bị tinh nghịch đấy. Hôm qua mới đánh dạng boss của em rồi, bữa nay có dịp gặp em ở ngôi đền luôn, nên chúng ta phải cẩn thận trong việc bắt em mới được. Nhưng mà đầu tiên thì chắc mình sẽ thử với cái quả Netball nè. Hồi nãy mình cũng thử dùng quả này để bắt Tynion á, nhưng mà cảm giác không có hiệu quả lắm. Bây giờ mình thử bắt em chim này coi có hiệu quả hay không á. Bắt Pokemon mà ở đây có em heo ngồi ưỡn bụng cổ vũ nè. Không được, mình sẽ không để em heo phụ lòng. Anh sẽ cố gắng bắt được Zapdos cho. Em đang cổ vũ mình kìa. ưỡn cái bụng. Mắc cười thiệt á. Ôi trời ơi, mình phải về nhà quay trở lại một lần nữa thì mới đủ số lượng bóng chứa để bắt em này á. Mà may quá, cuối cùng cũng bắt được em Zapdos rồi. Cực kỳ tốn bóng chứa luôn. Cái lượng bóng chứa mình mang theo lúc đầu không có đủ đâu. Đúng là Legendary có khác. Rồi, và bây giờ thì em... À không, chính xác hơn là cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ của mình đã xong rồi nè. Mình coi. Đây, nhiệm vụ mình đây. Bây giờ thì mình sẽ trở lại cái làng của mình á, để gặp Lord Keeper Jay á, để mình trả nhiệm vụ á. Rồi, giờ mình sẽ review sơ qua em Zapdos nè ha. Mình đánh giá em này là một trong những em rất khó bắt nha. Nhưng mà đã bắt được rồi thì khá là vui luôn. Xem kỹ năng coi, em có những kỹ năng như thế nào. Hiện tại thì em có hai kỹ năng hệ bay, một kỹ năng hệ đá với một kỹ năng Renden. Ok. Còn xét về khả năng bay thì em này cũng ổn thôi á, không bay quá nhanh nhưng mà cũng được. Còn về cái orb khi mà mình gắn vô đây thì mình có gỡ ra được không? Ui, nó dính vô đây luôn rồi. Cái này phải nó cho mình gỡ ra, mình lắp vô, mình chịu hồi lại thì hay ha.
Nhưng mà cái static screen này nó nói là có cái net. Vậy thì hơi tham lam quá. Rồi, giờ thì trước khi trở về nhà để bàn giao lại nhiệm vụ á, thì mình sẽ ghé qua những cái Pokestop gần đây để mình loot thêm á. Coi coi. Ồ, bữa nay loot cái đầu tiên đã cho mình trứng 15 km rồi nè. Hên á. Được. Trên đường về gặp chỗ đánh boss, cái tự nhiên ngứa nghề mình sẽ kêu. À, em giáp đó vô quýnh boss bữa ha. Mới bắt được em mới cho em chiến đấu chứ. Vô. Wow, lần này đánh với boss cướp fan. Em voi này cũng được ấy. Để coi sức mạnh của giáp đó coi. Ôi, nhưng mà có vẻ em này trâu quá à. Không ăn thua rồi. Ôi, những người đồng đội mình quýnh ghê ấy. Wow, những người đồng đội mình cũng mạnh lắm ấy. Được. Wow, thắng rồi. Rất là nhanh luôn, rất là nhanh chóng để chúng ta chiến thắng boss Zapdos luôn. Ê, ở đây có một boss. Đây là cấp độ Ultimate Boss Kangasta. Trời. Để coi. Làm gì thì làm cũng cho mấy cái em mình mới tiến hóa bữa nay có cơ hội thể hiện ha. Rồi, do thôi đánh boss vận động cơ bắp, tập thể dục các thứ em ơi. Đấy, Charizard có vẻ chăm chỉ tập thể dục này. Rồi, cố lên Charizard. Trời ơi, em kéo được nửa cây máu là hay lắm rồi. Giờ mình sẽ cho các bạn thấy được sức mạnh của Rapplock ha. Em cũng mạnh lắm á. À, mình sẽ dùng kỹ năng mạnh nhất hiện tại luôn. Anh thua không? Đấy. Nhưng mà đồng thời cái năng này mình dùng xong cái mình bị giảm chỉ số tùm lum hết trơn á. Nên cũng hơi khó á. Nhưng mà chắc thêm một hit nữa là có thể kết thúc boss ấy. Đúng rồi. 2 hit. Rapplock vô đấm 2 hit là kết thúc được boss luôn. Quá đã. Và boss này sẽ cho mình một cái viên đá Z Soganium gì nè. Wow. Căng viên đá Mega của Kangasta luôn. Cái này là dùng cho Sogaleo. Wow, cái viên này là dùng cho Sogaleo ha. Hiện tại thì mình chưa có Pokemon đó nên cứ cất trước đi. Wow, một vật phẩm khá là hay ho đó. Đó, giờ thì về nhà thôi. Nãy giờ chúng ta đã mất rất là nhiều thời gian ở vùng hoang mạc này chỉ để chiến đấu với boss nè, cũng như là thu phục giáp đó ta. Về tới nhà còn gặp boss nữa nè. Mà lần này boss chỉ là một em cừu thôi á. Được, bữa nay mình sẽ cho Charizard ăn thịt cừu luôn. Boss này cấp uncommon thôi nên chắc cũng không có cho nhiều đồ xịn đâu, mình cũng không kỳ vọng nhiều ha. Nhưng mà cứ farm thử đi, biết đâu bất ngờ. Trò chơi giật điện em. Chơi mà chơi giật điện á. Này thì giật điện nè. Em sẽ cho mình một cái room service. Wow. Cái này cũng có thể gắn cho Pokemon á. Wow, được đấy. Gắn cho Charizard luôn. Rồi, về nha. Rồi, và cái radar nhiệm vụ nó đã chỉ mình tới chỗ của Lord Keeper Jay rồi kìa. Lord Keeper Jay đâu? Núp trong này đúng không? Ôi, mình để ý nha, cái nhà này là nhà mà chiên mấy người giao nhiệm vụ vô núp luôn á. Đây, Lord Keeper Jay đây, hello. Trời ơi, chúc mừng. Cái thanh niên này đang chúc mừng mình vì đã có được Zardot nè. Và bây giờ thì sẽ cho mình cái gì á? Ủa anh bạn à, đừng nói là cho tôi kinh nghiệm nữa nha. Oh man, are you kidding me? Mừng nhiệm vụ này, ngồi cày những Pokemon thế, muốn còng lưng luôn. Mà cho mình chả thấy đồ gì hết á. Hình như lại cho mình thêm kinh nghiệm hay sao rồi. Lừa rồi. Trời ơi, đang quạ mà còn gặp boss nữa. Boss Epic hả? Xúc Boss Epic luôn. Wow rồi đó. Bực hết cả người à. Người ta làm nhiệm vụ màu đỏ để người ta kiếm kiểu kiếm thêm mấy cái đồ xịn xịn, Master Ball chẳng hạn, hoặc là đồ gì đó nâng cấp Pokemon đi. Không, cho mình kinh nghiệm. Một viên đá Z hệ bóng tối. Để coi. À, mình cho em Zarus được nè. Em có kỹ năng hệ bóng tối nè. Ok nha, được luôn nha. Zarus có kỹ năng hệ bóng tối, cho Zarus luôn. Rồi, hơi quạo đó. Bữa nay là hơi quạo rồi. Làm gì cho đỡ quạo vậy ta.
À có cách, có cách. Đi nâng cấp đồ đỡ quạo hơn. Hiện tại thì mình đang muốn làm một cái kiểu như là bàn phù phép để mình phù phép những cái dụng cụ áo giáp của mình lên á, nhất là dụng cụ, để mai mốt mình còn cày cuốc nguyên vật liệu rồi xây nhà cho mình nữa. Để làm được cái bàn phù phép thì mình sẽ tốn 2 kim cương nè, một chút hắc diệm thạch ở trong này, à một quyển sách nữa, mình còn thiếu một quyển sách. Không biết trong làng còn có cái nhà nào có sách không ta? À có nè, có nè. Cơ hội, cơ hội. Cao thủ thì không bằng tranh thủ ha. Đó, quá trời sách luôn. Ui giời ơi, hợp lý. Mình tính ra mình thu hoạch mía rồi kết hợp với da bò á. Nhưng mà thôi đi, trong làng có thì mình dùng của làng đi ha. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Đó, giờ nó mới chịu nha. Làm đúng kệ sách nha, không thôi là đặt xuống nó không có lên kinh nghiệm đâu á. Rồi, cái chỗ cường hóa này thì mình sẽ làm nó hơi khó hơn xíu ha. Mình cất ở trong này luôn. Ôi trời, mỗi lần muốn vô cường hóa là phải ba cua mới vô được nha. Xây chỗ này ác thiệt á. Đó, phải ba cua vô. Rồi, giờ thì mình sẽ đặt mấy kệ sách xuống. 28 rồi nè, hiệu suất 3. Ồ, ở nhà thì mình có một vài cái cây cúp, nó có dòng auto smell á, nên bây giờ mình chỉ cần kiếm thêm một cây cúp hiệu suất nữa thôi. Đây, có cúp hiệu suất luôn. Rồi chúng ta sẽ kết hợp hai cây lại với nhau để có thể tạo ra một cây cúp vừa đào nhanh mà vừa tự nấu được ha. Lượm. Rồi, có được hiệu suất rồi, giờ thì đào nhanh hơn rồi đó. Quá đã luôn. Ê, hình như hồi nãy nhiệm vụ màu đỏ của mình là thanh niên đó cho mình kẹo hay sao á. Giờ mình vô mình lục kho đồ, mình lại mình thấy mình có cả đống kẹo nè. Ôi, có nào mình trách nhầm người ta không? Hình như người ta cho mình kẹo á. Vậy cũng được đi, ít ra cũng có phần thưởng chứ. Tưởng đâu cho kinh nghiệm không thì buồn chết luôn á. Được, xin lỗi vì lại đỡ trách lầm nha. Bây giờ thứ tiếp theo mình muốn đó chính là một em Charizard nhưng mà được Mega. Thế nên chúng ta phải chăm chỉ đi ở vùng núi thôi. Thường thường thì vùng núi này ngoài Charizard spawn ra thì chúng ta còn có cơ hội gặp được boss Charizard á. Đó là cơ hội để chúng ta tìm những viên đá Mega ha. Hợp lý thật sự. Phải gán chờ đợi thôi nào. Hồi nãy giờ mình và Eternatus cũng lượn khá là nhiều vòng. Hỡi Rayquaza. Ui, đi tìm Charizard nhưng mà lại gặp một em Rayquaza ngoài tự nhiên nè. Ồ, được cái ta. Giờ mình sẽ thử cho em chim điện của mình chiến đấu với Rayquaza thử ha. Trận chiến này coi coi như thế nào đây. Hồi hộp quá. Hiện tại thì chim điện của mình chủ yếu là kỹ năng hệ bay thôi mà. Wow, không ăn thua rồi. Ui, nhưng mà hit này thì trúng rồi nè. Có vẻ là sức chiến đấu của Zapdos cũng ngang kèo Rayquaza nè. Ê, nhiều khi có thể chiến thắng đấy. Cố lên chim điện. Mình hơn một cấp đúng không? Ồ, chiến thắng rồi. Yeah. Được luôn. Rồi, và mình đã có được một cái răng của rồng nè. Ồ, nó sẽ tăng sức mạnh cho những kỹ năng hệ rồng hả? Tăng sức mạnh cho kỹ năng hệ rồng. Để coi coi. Được vậy nha. Cho Rayquaza liền. Hợp lý, hợp lý. Giờ Rayquaza đã có được cái răng rồng rồi, là hơi bị mạnh luôn á nha. Quá đã luôn. Rồi, giờ thì tiếp tục cái công việc đi tìm boss Charizard thôi nào. Nhưng mà cảm giác mình tìm boss Charizard nhưng mà mình toàn gặp Pokemon mới không hả? Lần này thì mình gặp một em chó sói tên là Zacian. Trời ơi, đây là Zacian, một em trông rất là đẹp luôn á. Vô em ơi. Ủa sao cái hình ở trên này đẹp vậy? Trời, tưởng đâu em mặc giáp giống như cái em Zamazenta hôm kia chứ. Rồi ok, mình sẽ kéo rỉa máu của Zacian trước ha. Ôi, kéo rỉa không nổi rồi. Tấn công mạnh lên xíu đi. Rồi, kéo rỉa nhiều nhiều lên để chúng ta một xíu còn thu phục nữa. Wow.
Bữa nay hên thiệt chứ. Nhân phẩm mình trở lại rồi nè, đây mới là nhân phẩm của mình nè. Quá tuyệt vời luôn. Rồi, Charizard đã kéo được khá khá máu của Zacian rồi. Giờ thì là cơ hội để chúng ta tung ra bóng chứa thôi. Em này thì nên dùng quả nào đi ta? Mình nghĩ là Fastball trước đi. Với cái loài sói, Pokemon sói như vậy thì mình nghĩ tốc độ sẽ rất là cao đấy. Fastball chắc sẽ hiệu quả đấy. 2000 years later. Anh có rồi. Oh my god. Phải thử qua rất là nhiều đội hình thì mới có thể bắt được cái em đâu rồi ta? Đây. Zacian ha. Wow, quá đã luôn. Mình sẽ đưa em vô, đây nè, Trời ơi, tính ra mình đi tìm Charizard boss mà toàn gặp Pokemon đã thôi. Em thì có thêm dạng cầm cây kiếm nữa này. Trời ơi, cái dạng này tôi nói là bá cháy bò chét luôn. Cũng giống như dạng của cái em Zamazenta nhá. Zamazenta thì có dạng cầm khiên, còn em này thì có dạng cầm kiếm. Trời, nhức nét. Nhưng mà để có được cái dạng đó thì mình cần phải có một cái vật phẩm hơi bị hiếm nữa. Vậy là mới mốt mình đã có được bộ đôi Zamazenta cũng như là Zacian luôn rồi hả. Trời ơi, bộ đôi song sát. Hai em này mà đứng cạnh nhau thì hơi bị đẹp luôn á. Rồi, và mình cũng kiểu như là ở trên cái vùng núi này lâu rồi mà không có thấy kiểu như là Charizard boss ta. Hôm nay mình xui vậy, đứng hơi bị lâu rồi đấy mà chả thấy em nào bay ngang cả. Tìm mãi chả thấy boss Charizard đâu, mà sẵn tiện đang có boss Geodude ở đây nè. Thôi thì mình sẽ cho Zacian chứ. Zacian vô test thử một trận ha. Nãy giờ chưa có dịp test ẻm trong thực chiến nè. Ồ, và ẻm có sẵn hai kỹ năng hệ giác đấu luôn. Dưới kỹ năng Moonblast. Wow, kỹ năng Moonblast này cũng mạnh lắm này. Ui, nhưng mà Geodude đánh đau vậy. Thôi đánh đau quá, không cho đánh nữa. Không cho đánh luôn, dẹp đi. Đỡ Pokemon. Ăn hiếp Zacian của tôi hoài. Dám quýnh hả, được lắm. Đợi xíu, Mega cái nhẹ ha, rồi sau đó chúng ta sẽ sử dụng một kỹ năng hệ rồng xương xương lên người của Geodude ơi. Ui giời ơi, tại vì đây là boss legendary á nên chắc cũng sẽ rơi ra một mớ đồ cho mình ấy. Rồi, và kết thúc luôn. Để coi. Trời ơi, boss legendary mà cho con cục kẹo mà. Bèo như cái bánh xèo vậy. Đuổi theo lẹ. Cũng lần này thì không phải là boss thường nữa rồi, mà là boss Rayquaza lận. Phải đuổi theo lẹ mới được. Ui dồi ôi, Rayquaza boss đẹp vậy. Cấp gì đây? Cấp Epic lận. Trời đất ơi. Bây giờ mình phải chuẩn bị đội hình thiệt là mạnh để chiến đấu với boss Rayquaza thôi. Tạm thời thì cho ẻm vô trong đi, cái em Zacian vô trong đi, ẻm còn nhỏ lắm. Rồi đưa em nào nữa ta. Rồi ok, hiện tại thì mình đã có được đội hình như mong muốn rồi. Còn đưa em nào vô nữa nè. Ok, như vậy đi. Trước mắt là như vậy ha. Rồi, giờ mình sẽ cho hai em rồng đánh nhau. Đầu tiên là Eternatus đệ ba trước. Trời ơi, Rayquaza boss kìa. Khủng khiếp thiệt. Dùng tuyệt kỹ Z luôn nhá. Rồng đánh với rồng nè. Đó, nhờ tuyệt kỹ Z mà mình đã kéo được 80% máu của Rayquaza boss rồi. Bây giờ mới là trận chiến căng nhất nè. Đó chính là trận chiến giữa hai Rayquaza ha. Mình cũng phải mega đồ dư. Nhưng mà mình sẽ thử Raidendan á, để tăng chỉ số trước. Rồi, hy vọng là có thể chống. Chỉ cần mình chống chịu được một hit thôi là mình có cơ hội để tấn công lại liền á. Rồi. Ôi, không chống chịu nổi. Mình đã đổi chiến thuật rồi, mình đưa Rayquaza vô để kéo máu trước á. Và bây giờ mình sẽ thử nhờ Eternatus. Tuyệt kỹ Z nào Eternatus. Yay. Đổi chiến thuật là ăn ngay. Wow. Ủa, lần này lại thêm một cái răng nữa. Và một ít ngọc lục bảo nha.
Ồ, như vậy thì boss Rayquaza cũng chỉ rơi ra đồ tương tự Rayquaza thường thôi à. Cứ tưởng cho thêm đồ gì xịn lắm chứ. Cái răng này để coi coi mình còn đưa cho em nào không ta. Đó, Rakovic, đúng rồi, mình sẽ cho cái răng này cho Rakovic để em mạnh hơn. Được 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 được, cho răng đưa vô Rakovic luôn. Đấy, Rakovic cũng có răng nha. Một xíu có gì gánh tem tiếp nha. Lúc đi hết mình, lúc về có thêm Pokemon mới á. Quá là đã luôn. Rồi, và nhân dịp này thì mình sẽ mở luôn mấy cái trứng mình có được trong ngày hôm nay. Coi coi mình sẽ có thêm những em Pokemon gì ha. À, hiện tại mình có thêm em Hitmonlee cũng như em Poliwag. Ồ, hai em này thì một em là hệ giác đấu với một em hệ nước thì phải. Rồi, và tóm tắt sau chuyến đi ngày hôm nay thì mình đã có được một em Zacian. Trời ơi, mình không nghĩ là mình lại may mắn như vậy luôn á. Nè, coi mình có bộ đôi này nè, Zacian, Zamazenta á. Quá là tuyệt vời luôn. Đồng thời thì mình cũng có tiến hóa thêm một vài em Pokemon trong lúc mình luyện cái nhiệm vụ tiêu diệt Pokemon á. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình và các em Pokemon trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Liệu rằng những chuyến khám phá kế tiếp thì chúng ta sẽ gặp những em Pokemon nào đây? Hồi hộp quá đi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp á. Bye bye.